Mexico sản xuất trang phục Halloween với mặt nạ mang hình trùm ma túy El Chapo. Việc săn lùng trùm ma túy Juan El Chapo Guzman đang bị truy nã tại Mexico có thể sẽ trở nên khó khăn hơn trong mùa Halloween này vì một công ty Mexico dựa vào câu chuyện vượt ngục ly kỳ của tay trùm để tung ra một loại trang phục cùng với chiếc mặt nạ mang khuôn mặt của ông ta. Công ty Grupo Ref, tòa lạc tại thành phố Cuernavaca của Mexico, đã bắt đầu tung một loại mặt nạ mang khuôn mặt của Guzman để xuất cảng khắp 30 quốc gia trên thế giới. Công ty hy vọng bộ áo tù của ông trùm ma túy sẽ bán chạy nhất trong mùa Halloween này. Người đứng đầu công ty là ông Diego Esponda cho biết, từ lâu công ty này đã sản xuất các loại mặt nạ gây cười của các chính khách tại Mexico cũng như nhiều nơi khác. Ông nói rằng công ty của ông sản xuất đủ loại mặt nạ từ cựu tổng thống Carlos, cựu tổng thống Ghosh, cựu tổng thống Zedillo, cựu tổng thống Calderon, cũng như của cả Osama Bin Laden, và nay là mặt nạ của trùm ma túy Chapo để chọc cười về sự bất lực của chính phủ Mexico để cho ông ta vượt ngục. Người thiết kế của công ty nói rằng việc lựa chọn mẫu mặt nạ luôn luôn được xem xét một cách rất cẩn thận. Giá bán lẻ một trang phục El Chapo khoảng 600 pesos Mexico, tương đương là 36 Mỹ kim.